Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tả sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 281: Khôn lường. Trong viện, không ai dám động đậy, tất cả mọi người đều nhìn người đứng đầu Tả ra, chờ hắn lên tiếng. Thế nhưng Tạ Đạo Chi lại không nói một lời. Hắn im lặng nhìn Ngô thị trên mặt đất, ánh mắt thâm trầm khiến người ta sợ hãi thật lâu sau, hắn mới thu tầm mắt lại rồi lạnh lùng mở miệng. Thê tử của lão đại, phụ thân, con đích thân đi thẩm vấn người trong viện của phu nhân, thẩm vấn từng người một. Vâng, ta tổng quản, lão gia, ngươi đi thẩm vấn người trong bếp. Vâng, lão đại, phụ thân, đỡ mẫu thân ngươi trở về phòng. Tả đạo chi lại nhìn ngô thị. Phu nhân gần đây sức khỏe không tốt, từ nay về sau ở trong viện nghỉ ngơi đây là muốn tâm tốc mẫu thân trước mặt mọi người sao? Tạ Nhi lập thầm nghĩ một tiếng. Không hay. Nhưng cũng không dám nói thêm nửa câu. Vâng, chấm, Google ngay trang Trâm duyện. VN, ta có gì không khỏe chứ? Ta bị oan, đám các người không nghe thấy hả? Mẫu thân. Tạ Nhi lập hét lớn một tiếng. Sao lại nghe không hiểu chứ? Cho dù người có bị oan thì việc này cũng từ người mà ra chỉ phải phạt người trước rồi điều tra xem ai là hung phạm, phụ thân mới có thể nghiêm trị, mới có thể cho Yến Tam hợp một câu trả lời thỏa đáng. Tạ Nhi lập tiến lên đỡ người dậy. Con trai đưa nương về viện trước. Tạ Đạo Chi quay mặt nhìn Tạ Bất Hoặc đứng trong góc, tay Tạ Bất Hoặc siết chặt bên người. Lão nhị, phụ thân, ngươi đi mời Di Nương đến từ ân đường. Tạ Bất Hoặc biến sắc. Phụ thân, Di Nương, làm theo lời ta. Tạ Đạo Chi lạnh lùng ngắt lời hắn, nhìn tạ chi phi tam nhi tiến bùi thuốc thay ta tạ chi phi vẫn không lên tiếng dưới ánh trăng trong trèo nhưng lạnh lùng trên mặt của hắn không có bất kỳ thần sắc nào đôi mắt đen như mực nhìn vào xương phòng trong im lặng bùi minh đình đầy hắn một cái cha ngươi nói với ngươi kìa không hề có phản ứng bùi tiếu mau nói thay huynh đệ nhà mình hắn hắn bị dọa sợ rồi cha đều quen đường rồi thì khỏi cần người khác tiễn nữa tự đi đi bùi ngụ nghĩ đến chuyện mệt mỏi ở hậu trạch trong phủ thở dài đi tới bên cạnh tạ đạo chi vỗ vỗ vai hắn rồi rời đi sân viện vốn chật trội lập tức trở nên vắng vẻ tạ chi phi vẫn giữ nguyên tư thế đó hắn đứng bất động trước cửa viện không biết đang nghĩ gì bùi tiếu đưa tay lắc lắc trước mắt hắn vẫn không có phản ứng hắn sợ hãi quay mặt đi dùng ánh mắt hỏi ra nhà ngươi làm sao vậy chu thành lắc đầu không biết biểu cảm trên khuôn mặt bùi tiếu trong nháy mắt vỡ nát sắp đến tết trung nguyên chẳng lẽ hồn của tiểu tử này lại bị đám tiểu quỷ dọa sợ rồi tết trung nguyên là tết của quỷ những bùa chú kia không có tác dụng phải làm pháp sự để chấn mới được đang nghĩ ngợi thì người bên cạnh đã hoàn hồn minh đình ngươi về trước đi hả về nhà trước đi về cái rắm bùi tiếu chỉ vào sương phòng ta có yên tâm ngươi cũng không yên lòng yến muội muội của ta nghe cha ta nói không, suýt nữa thì mất mạng đó. Tạ Chi Phi quay đầu, lạnh lùng nhìn vào mắt Bùi Tiếu. Bùi Tiếu đón lấy ánh mắt của hắn, bất thình lình bị dọa cho lào đảo. Đây là ánh mắt gì? Sao còn sung huyết nữa? Tạ Ngũ Thập, người. Tạ Ngũ Thập đã thu tầm mắt lại xài bước rời đi. Chu Thanh muốn đi theo, lại cảm thấy bỏ lại một mình Tiểu Bùi ra thì không ổn, đang do dự lại nghe Tiểu Bùi ra dậm chân nói còn không mau đuổi theo, ra ngươi bị quỷ nhập rồi, đêm hôm khuya khoát lại đi ra sau vườn hoa làm gì kia. Chu Thanh, trong nhà muốn có một lệ khí, ta lập tức trở về lấy, ngươi trông chừng hắn cho ta. Tiểu bùi ra vừa chạy vừa kêu. Nếu không được nữa thì đưa hắn đến phòng bà Đồng Yến, hơi thở của bà Đồng đó thì có thể phù hộ hắn. Chu Thanh vội vàng đuổi theo chủ tử nhà mình, lúc chỉ còn cách vài bước thì tạ chi phi đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Chu Thanh giờ phút này mới hiểu được vì sao tiểu bùi ra nói tam gia bị quỷ quấn thân. Đôi mắt này lạnh lẽo quá đáng, tự dưng khiến cho người ta thấy giận người, ai mà bị hắn liếc mắt như vậy thì cả người đều sẽ rất lúng túng. Ra, người, Chu Thanh. Tả chi phi đâu chỉ lạnh mắt, ngữ khi nói chuyện cũng lạnh. Qua nửa canh giờ nữa, người đến tính tư cư dẫn lý bất ngôn đi. Ra muốn làm gì? Chu Thanh kinh hãi mở to hai mắt. Đừng hỏi, cứ làm theo lời ta. Môi tả chi phi mím thành một đường, đi đến đình nghỉ mát ngồi xuống. Đình nghỉ mát không có đèn, cả người hắn chìm trong bóng tối, không nhúc nhích, chỉ ngồi im lặng. Cạch, cạch, cạch. Trong từ ân đường, lão phu nhân gõ mạnh quải trưởng, chỉ hận không thể gõ gạch đá xanh ra một cái lỗ. Nhà đầu này không lên tiếng, giữ đúng bổn phận, mấy người chướng mắt nàng ở đâu hả, sao cả đám ai nấy cũng đều muốn đối phó với nàng thế. Lòng lão phu nhân đau như dao cắt. Sao không đến hạ độc cho ta chết luôn, để nhà này chẳng yên ổn. Mẫu thân, ngươi đừng gọi ta là mẫu thân." Lão phu nhân gạt lệ. "Nếu như nha đầu này rời đi thì ta cũng không sống nữa đâu." Tạ đạo chi nhẫn nại khuyên, "Nàng sẽ không đi trong một sớm một chiều đâu, mẫu thân yên tâm, việc này con trai chắc chắn sẽ điều tra ra manh mối cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng." lão phu nhân chừng mắt nhìn con trai mình một cái, chỉ thiếu nói một tiếng. Trong phủ này, ai có bản lĩnh tâm tư xấu xa, có thể mượn đao giết người, còn có thể một mũi tên chúng hai đích nữa chứ. Lão phu nhân, lão gia, nhị gia và liễu di nương tới rồi. Trong lúc nói chuyện, mẫu tử liễu di nương đã đi vào trong phòng, hành lễ với lão phu nhân. Không đợi nàng hành lễ xong, tả đạo chi đã vỗ bàn, lạnh lùng nói. Liễu thị, ngươi quỳ xuống cho ta. Liễu Di Nương nhìn trưởng phu mình, quỳ xuống. Tả bất hoặc cũng quỳ xuống, ngừng đầu nói. Tổ mẫu, phụ thân, Di Nương không phải người như vậy. Im miệng, nơi này không có phần cho ngươi nói chuyện. Tả đạo chi nhướng mày hung ác. Liễu Thị, ngươi có nghe nói chuyện ở tính tư cư không? Liễu Thị. Hồi bẩm lão ra, lúc này trên đường tới đã nghe nhị ra nói. Chuyện trong phòng bếp là do ngươi làm sao? Bẩm lão ra, không phải thiếp làm không phải ngươi làm thì do ma làm hả? Ngực lão phu nhân phập phồng, trước mặt con trai không tiện phát tác, chỉ có thể cố nén lời nói hung ác bên miệng xuống. Ngữ khi tả đạo chi lạnh như băng xương. Ngươi có chứng cớ gì, chứng minh không phải ngươi làm. Liễu thị bỗng nhiên đỏ lên, cúi đầu nói. Thiếp không có chứng cứ. Tả đạo chi đứng dậy đi tới trước mặt liễu thị, bể nghĩ nhìn nàng. Ta hỏi lại ngươi một lần, có phải ngươi làm hay không? Lão phu nhân, lão gia, thiếp thật sự không làm. Tốt lắm. Tạ đạo chi nghiêng người, nhìn mẫu thân già một cái. Hôm nay trước mặt lão phu nhân, ta bỏ qua, việc này ta sẽ tra rõ, chỉ cần ngươi dính dáng đến chuyện này, tạ phủ sẽ không dung nạp ngươi nữa. chương 282, Hoài Hiểu Liễu Di Nương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, dương dương nhìn nam nhân trước mặt. Phụ thân Lòng tạ bất hoặc nóng như lửa đốt, quỳ hai bước tiến lên. Di nương tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, nhi tử lấy đầu trên cổ mình ra cam đoan. Tả đạo chi giận giữ cầm lấy chén trà trên bàn nện mạnh xuống đất. Làm sao ngươi biết, bởi vì, bởi vì... Tả bất hoặc cắn răng một cái, bất chấp tất cả. Bởi vì con đã nói với Di nương, ta nguyện ý quý yến cô nương làm thê tử, người trước giờ rất thương con, không thể hại nàng sau lưng con được. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lão phu nhân chống quải trưởng, run rẩy đứng lên. Liễu Di Nương chậm rãi đứng lên. Mấy ngày trước thiếp có nhắc tới với lão gia về tâm tư của nhị gia rồi. Lão gia nói chờ suy nghĩ lại. Lão phu nhân, nếu như thiếp có tâm tư kia thì sẽ bị trời đánh, chết không được chết tử tế. Lão phu nhân giật mình, nhìn về phía nhị tử. Tạ đạo chi quay lại nhìn nàng. Mẫu thân, Liễu thị quả thực đã nói như vậy. Tĩnh Tư Cư, Yến Tam hợp uống một chén thuộc an thần mới ngủ say. Lý bất ngôn vừa quạt vừa thỉnh thoảng đẩy ống tay áo của nàng ra, nhìn xem mụn đỏ trên người nàng có giảm đi chút nào không. Ngày mai phải đi miếu thắp hương thôi, nhà đầu này gần đây gặp nhiều tai nạn, mọi chuyện đều không thuận lợi. rèm vén lên, thang viên thò nửa người vào vẫy tay với Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn đứng dậy đi tới. Chuyện gì? Đôi mắt thang viên sưng đỏ, hiển nhiên là vừa khóc. Chu Thanh nói có chuyện quan trọng tìm cô nương, để ta trông coi trong phòng cho không đi Lý Bất Môn không chút suy nghĩ từ chối Thang Viên vừa nghe lời này nước mắt lại rơi xuống trong lòng tự trách đều do nàng muốn làm người hòa giải để cho cô nương ăn canh kia nếu không thì làm gì có chuyện tối nay cô nương tuy rằng không nói gì nàng nhưng cũng không cho nàng vào trong phòng hầu hạ lúc này Lý Bất Môn cũng không cho nàng trông coi cô nương các nàng là hoài nghi nàng mình sao Lý Bất Môn vừa thấy nàng nước mắt lưng tròng đã biết nhà đầu kia suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi trông coi đi, không được rời khỏi phòng này. Vâng, nô tỳ sẽ không rời khỏi nửa bước. Thang viên mừng rỡ đến bật khóc, vội vàng ngồi xuống trước giường, cầm lấy quạt quạt cho cô nương, nước mắt lại nhịn không được lại trượt xuống, là trách nàng nói thêm câu kia. Trong sự yên tĩnh, có tiếng bước chân tới gần. Lý cô nương, sao ngươi về nhanh thế? Thang viên vội lau nước mắt đứng lên, bỗng nhiên sau gáy chuyển đến cơn đau nhức, dưới tay nàng vô thức cầm lấy tấm rèm lúc tấm nhẹ nhàng rơi xuống thì thân thể nàng cũng mềm nhũn nằm sấp xuống một ngọn đèn như hạt đậu tả chi phi đứng trong ánh nến nhìn tấm màn lắc lư không nhúc nhích thật lâu sau hắn vươn tay muốn xốc màn lên nhưng chẳng biết vì sao trong lòng lại thấy hoảng loạn bàn tay phút chốc sụt trở về dường như thứ ngủ say sau tấm màn này không phải là mỹ nhân mà là một con dã thú khổng lồ muốn cắn nuốt hắn hắn bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều năm về trước ở trịnh gia trong một gian tây xương phòng nho nhỏ của ngôi viện hải đường tầm thường tấm màn màu vàng phấn gắn những sợi dây tua rua gió đêm thổi qua dây tua rua khẽ lay động đó là khuê phòng của hoài hữu hoài hữu núp trong chăn thò ra nửa cái đầu nho nhỏ ca ca kể cho muội nghe câu chuyện về hảo hán tam quốc đi mấy câu chuyện nghe được ở chỗ cha đều kể cho muội nghe hết rồi hết hàng rồi hay là kể chuyện yêu ma quỷ quái. Tiểu tổ tông, buông tha ca ca có được hay không, ca ngươi trong bụng ta chỉ có chút mực nước, còn yêu ma quỷ quái cơ. Cho nên, ca phải đọc nhiều sách, đừng cả ngày chỉ biết múa kiếm múa gậy. Hờ, chắc ta cần muội dạy dỗ. Cô tử vươn một bàn tay ra khỏi chăn, cầm ngón trỏ của hắn. Kể thêm một câu chuyện đi, một lần hôi, có được không? Có thể không được sao? Lòng bàn tay của tiểu nha đầu kia mềm nhũn, làm hắn cảm thấy lòng mình cũng mềm nhũn, giống như ngâm nước ấm vậy. Lại kể một câu chuyện tài tử giai nhân, nàng ngáp một cái, hai mắt ngập nước. Ca, câu chuyện ca vừa kể không đúng, có chỗ nào không đúng, thư sinh nghèo không lấy được quý tiểu thư đâu, ai nói không cưới được, trên thoại bản viết đầy đó. Gạt người, tường viện nhà chúng ta cao như vậy, thư sinh nghèo mà trèo lên thì chỉ có thể là ngã chết, hoặc là bị người phát hiện rồi bị đánh chết mà thôi. Hắn tức cười trong cái đầu nhỏ nhắn này của muội chứa gì thế? Trí tuệ. Lông mi dài của nàng chậm rãi khép lại. Nương ta ơi, cuối cùng cũng dỗ tiểu tổ tông này ngủ được rồi. Hắn đưa tay kia sờ dưới xuống gối cô, lấy ra một cái khăn vuông, từ từ nhét vào tay cô, sau đó chậm rãi rút ngón tay của mình ra, thổi tắt nến, gión rén đi ra khỏi khuê phòng này. Đây chính là chuyện hắn phải làm mỗi đêm. Nghe cha nói, nhà đầu kia từ khi ra khỏi trong bụng mẫu thân đã bị kinh hãi, mỗi tối đều phải nắm lấy ngón tay cha mới chịu đi vào giấc ngủ mấy năm đầu đều là cha dỗ dành sau đó tiểu nha đầu tuổi tác dần dần lớn cha không tiện vào khuê phòng của nàng cho nên người dỗ bèn biến thành hắn hắn lại không có kiên nhẫn như vậy nàng chân trước mắt nhắm lại chân sau hắn đã nhét khăn vào tay nàng để thay thế ngón tay của hắn về sau nàng phải cầm một tấm khăn mới có thể ngủ đây là bí mật chỉ có hai huynh muội họ mới biết Mấy năm nay hắn không dám nghĩ lại nữa, bởi vì vừa nghĩ lại thì khóe mắt hắn đã cay lên, đốt nóng trái tim hâm, vết thương trong lòng chưa bao giờ khép lại kìa lại ồ ạt chảy máu ra. Nhưng hôm nay, hắn đem lại để lộ vết thương này ra, nguyên nhân chỉ có một, Hoài Hữu cũng không thể ăn nấm, nhẹ thì dị ứng, nặng thì cũng sẽ lấy mạng của nàng. Trên đời này, không có quá nhiều sự trùng hợp như thế được. Ăn cơm còn dư lại một miếng, là trùng hợp. Biết trèo cây cũng là trùng hợp. Vì nấm mà mất mạng, vẫn trùng hợp. Vậy cái thói quen túm một cái khăn đi ngủ của nha đầu kia chẳng phải là trùng hợp nữa rồi. Tả Chi Phi nghe tiếng tim mình đập, tay nhấc rèm lên. Nếu giờ phút này Yến Tam Hợp tỉnh lại, chắc chắn có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn thay đổi liên tục, có căng thẳng, có sợ hãi, có chờ mong. Giống như đang đứng ở bên cạnh vách núi, đi về phía trước một bước có thể là vực sâu vạn trượng, nhưng cũng có thể là một vùng đất bằng phẳng trong nháy mắt cúi đầu cuối cùng, tất cả biểu cảm của hắn đều ngưng lại. Trong màn lụa mờ tối, thiếu nữ cuộn mình lại, mái tóc đen thật dài tản ra bên tai, khuôn mặt nho nhỏ càng ngày càng tái nhợt. Lông mi thon dài như cánh bướm che đi đôi mắt lạnh lẽo thâm thúy kia. Một đoạn cổ tay áo đặt ở trước ngực, từ cổ tay nhìn xuống nữa, là xương ngón tay thon dài mảnh khảnh của thiếu nữ. Khăn thêu lá trúc màu trắng, một nửa lộ ra bên ngoài, một nửa bị năm ngón tay năm chặt cả người tạ chi phi run rẩy không ngừng, đầu óc trắng bệch sương mù. Trong ánh sáng trắng, hắn run rẩy vén chăn lên, cúi đầu nhìn ngón chân cái bên trái của cô. Hai nốt ruồi màu nâu một trên một dưới. Cha, sao con lại có hai nốt ruồi ở đây vậy? Đó là dấu hiệu mà Bồ Tát đã làm trên con vì sợ con đi lạc. Sao ca lại không có? Ca, ai có thể làm lạc mất nó chứ? Tả chi phi liều mạng đè nén cảm giác ẩm ướt trong hốc mắt nhưng cảm giác ẩm ướt kia lại trực phun ra khiến trước mắt hắn trở nên mơ hồ khiến hắn không thể không há to miệng ra để hô hấp nhưng vô dụng như một con sóng lớn trào lên cuốn hắn vào trong lúc hắn cảm thấy mình thở không nổi nữa thì nâng cả người hắn lên hai chân tạ chi phi mềm nhũn ngã mồi bên cạnh giường hắn muốn vươn tay ra chạm vào người kia lại phát hiện mình chẳng có chút sức lực nào chỉ có thể nghẹn ngào trong lòng thầm hỏi một câu hoài hiểu là muội sao chương 283, người đâu? Lý cô nương. Chu Thanh trột giả, không dám nhìn vào mắt Lý bất ngôn. Về sau không nên tùy tiện lấy kiếm ra, không giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ có thể làm lớn chuyện, tạ phủ không thể so với nơi khác, mọi việc đều phải có quy củ. Lý bất ngôn cười. Chuyện ngươi muốn nói với ta là chuyện này sao? Còn nữa, lão gia chắc chắn sẽ cho hai vị cô nương một câu trả lời thỏa đáng. Lão gia bình thường nói chuyện làm việc, đều có chừng mực, không tùy tiện hứa hẹn đâu. Chu Thanh, cô nương an tâm chớ nóng này, chờ vài ngày nữa, đừng nên tự tiện tự động thủ nữa. Còn nữa không, còn có. Mí mắt Châu Thanh giật giật, vắt hết óc nói hưu nói vượn. Ngày nào đó ngươi rảnh rỗi, chúng ta luận bàn công phu, nếu ngươi thắng, ta, ta bái ngươi làm sư phụ. Thế nào, không được, ta không phải người tạ phủ, quy củ tạ phủ các ngươi ở chỗ ta còn chẳng bằng cái rắm người ngày xưa trên mặt luôn mang theo nụ cười, một khi trầm mặt xuống, thì xung quanh toàn sự lạnh lẽo. Nếu việc này không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, thì xin lỗi, ta không phải yến tam hợp, không có tính tình tốt như vậy. Cuối cùng... Lý bất Muôn cau mày, ghét bỏ nhìn Chu Thanh. Ta không nhận hồ lô bịt miệng. Hồ lô bịt miệng. Hồ lô bịt miệng nhìn theo Lý bất ngôn rời đi, tính toán thời gian, nhanh chóng chạy về trong viện. Chu Thanh ca, thuận tài ra nghênh đón. Ra đâu, về chưa? Chưa, không phải ra. Thuận tài chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng lên một cái, tiếp đó Chu Thanh đã không thấy bóng dáng. Ta còn chưa nói xong mà, sao lại đi gấp như vậy? Chu Thanh đương nhiên nóng lòng. Tam gia bảo hắn dẫn Lý Bất Ngôn đi, là muốn vào trong phòng yến cô nương, đi vào làm gì thì chẳng ai biết được. Đừng có xảy ra chuyện gì đó nhé. Chu Thanh không dám nghĩ sâu hơn nữa, chạy như bay đến tĩnh tư cư, cũng không dám xông thẳng vào, mà nhảy lên đầu tường nghe ngóng. Tam gia không có ở đây. Từ ân đường của lão phu nhân. Không, thử đọc chuyện không quảng cáo tải, chung trì en.vn. Viện Chi Xuân của phu nhân. Không, viện Phương Châu của đại gia. Cũng không có ở đây. Vậy gia sẽ đi đâu? Chu Thanh lòng nóng như lửa đốt, tự nhiên lại thấy cực kỳ bất an. Trong phòng chỉ còn lại hai mẫu tử ngồi đối diện nhau. Lão phu nhân giật giật khóe miệng, vẻ trào phúng hiện lên. Con trai là miếng thịt từ trong bụng nàng rơi xuống, tuy rằng thân ở địa vị cao, ở bên ngoài lăn lộn nổi gió nổi bão, nhưng có nhiều thứ vẫn giấu không được bà. Vở kịch vừa rồi là con trai hát cho bà xem. Thứ nhất là muốn rửa sạch hiềm nghi trên người Liễu Di nương. Thứ hai, cũng là muốn dùng chuyện lão nhị cưới yến tam hợp để nàng tin tưởng liễu di nương trong sạch. Con tin nàng ta như vậy sao? Tạ đạo chi im lặng gật đầu. Nhưng trừ nàng ra, trong phủ từ trên xuống dưới, còn có ai có tâm cơ như vậy? Mẫu thân, chuyện này đang điều tra, là ai thì cứ điều tra ra đã. Tạ đạo chi. Chuyện hôm nay, Yến Tam hợp hơn nửa là muốn rời đi rồi, mẫu thân luyến tiếc nàng, muốn giữ nàng lại, chỉ có thông qua hôn sự, như vậy chúng ta có thể thành toàn tâm tư của lão nhị lão phu nhân vừa nghe đến hôn sự, giống như bị bóp trúng điểm yếu vậy. Tả đạo chi hiểu rõ nhược điểm của lão phu nhân, rất khoát nói thêm một câu. Ít nhất thì vô tình lại hợp ý mẫu thân. Lúc tả đạo chi đi ra khỏi ân đường, mưa đã rơi xuống. Tả tổng quản tre ô chờ ở cửa viện, thấy chủ tử đi ra thì vội vàng nghênh đón. Lão ra, đã điều tra hòm hòm rồi. Tả đạo chi liếc hắn một cái. Vừa đi vừa nói chủ tớ hai người đi vào trong mưa, ô lớn che khuất thân ảnh hai người, cũng che khuất giọng nói của tà tổng quản. Mọi thứ rất đơn giản. Phu nhân muốn lấy lòng yến cô nương, vì thế bảo phòng bếp nhỏ hôm nay nấu một phần canh sườn củ sen, còn cố ý dặn dò nguyên liệu nấu ăn nhất định phải tươi mới, canh phải ngon miệng. Vừa vặn, hôm nay lão gia và đại gia ở thư phòng dùng cơm, phụ tử hai người có uống mấy chén rượu. Hơn nữa tam gia ở bên ngoài xã giao chưa về, phòng bếp nhỏ giống như lúc trước, bắt bắt đầu chuẩn bị canh giải rượu. Canh giải rượu người nghèo có cách làm của người nghèo, người giàu có cách làm của người giàu, dòng rõ như tạ phủ thì bình thường dùng trần bì làm nguyên liệu. Điều không khéo là, mấy ngày nay dạ dày lão ra hơi chua, trần bì tính chua lão ra ăn không được, cho nên đầu bếp nhỏ trần đại nương tử mới dùng một chút linh chi vụn cho vào canh. Linh chi giải bách độc, cho vào canh giải rượu, là một loại canh giải rượu có công hiệu nhất. Cách làm cũng rất đơn giản, nấm linh chi thái lát, dùng lửa nhỏ nấu nửa canh giờ, khi cho vào nồi thì thêm chút mật ong là có thể uống. Nhưng linh chi rất đắt, ngoại trừ vương hầu tướng quân, thì dù là môn đệ giống như tạ phủ, cũng không thể dùng nổi. Trùng hợp là mấy ngày trước nhị ra đi ra ngoài buôn bán, được người khác tặng hắn một bao, nhị ra cho hết cả cây vào kho, còn lại một chút linh chi không đáng giá đưa đến cho liễu di nương. Liễu di nương lấy cũng vô dụng, bèn ra lệnh cho nha hoàn đưa đến chỗ Trần Đại Nương, còn cố ý dặn dò thứ này chỉ cho phép làm canh giải rượu cho nam nhân. Cứ như vậy, một nồi canh thịt nấu trước, một nồi canh tỉnh rượu nấu sau. Lúc đợi hâm canh, Trần Đại Nương có đau bụng đi nhà xí một chuyến, phòng bếp nhỏ chỉ còn lại cháu gái bà. Nhị nha vừa tròn 8 tuổi, đi theo Trần Đại Nương giúp đỡ chuyện nhà bếp nhỏ. Sau khi Trần Đại Nương trở về, nhị nha bèn đi chơi, một canh giờ sau, Lý Chính ra mang theo người tới lấy canh thịt trước. Ai ngờ, trong canh thịt đã thần không biết quỷ không hay thêm mấy muỗng canh linh chi. Linh chi thuộc họ nấm, công hiệu gấp mười mấy lần nấm bình thường, chỉ cần một muỗng thôi cũng đủ gây tai họa cho Yến Tam Hợp. Lão ra, Lý Chính ra đi vào phòng bếp nhỏ, tổng cộng dẫn theo ba hạ nhân, canh là Trần Đại Nương múc sẵn, các nàng chỉ cần để vào hộp thức ăn là có thể mang đi. Tả Tổng Quản nhìn thần sắc chủ tử, lão nô tách ra thẩm vấn Trần Đại Nương và cháu gái bà ta, hai người đều khóc lóc kêu oan, ngài xem chuyện này. Tạ đạo chi liếc xéo qua, tạ tổng quản sợ tới mức vội vàng cúi đầu xuống. Bởi vậy, hiểm nghi của phu nhân xem như đã rửa sạch, hiểm nghi của liễu di nương lại lớn hơn, bởi vì chút linh chi vụ này là liễu di nương đưa cho. Mà Trần Đại Nương này có thể quản phòng bếp nhỏ, xét ra vẫn là vì có liễu di nương đỡ đầu. Liễu Di Nương là người phía Nam, khẩu vị xưa nay thanh đạm, ăn không quen khẩu vị nặng ở phía Bắc, toàn bộ tả phủ chỉ có Trần Đại Nương làm đồ ăn thanh đạm nhất. Mà phòng bếp nhỏ quản lý việc ăn khuya của các phòng, thích hợp đồ thanh đạm, cho nên việc này mới hiển nhiên như thế. Bếp nhỏ có dầu. Vì chút dầu này, vì báo ân tình của Liễu Di Nương, Trần Đại Nương rất có thể sẽ giúp đỡ Liễu Di Nương làm chút chuyện không thể để người khác biết. Tả đạo chi trăm triệu lần không nghĩ tới, chân trước vừa mới vỗ ngực cam đoan với lão phu nhân, chân sau đã thật sự rơi xuống đầu liễu thị. Đúng lúc này, không trung truyền đến vài tiếng sấm, mưa to xối xả, mưa rơi lục bục trên vài dù, cũng giống như là đập vào lòng hắn vậy. Đi, đưa Trần Đại Nương và cháu gái đến thư phòng của ta, ta tự mình đến thẩm vấn. Tả Tiểu Hoa không biết là vì cơn mưa lớn này, hay là vì đôi mắt lạnh lùng của lão gia mà dùng mình một cái. Hai tả ra vốn dĩ thất thái bình, người làm thê làm thiếp đều giữ bổn phận, con trai trưởng làm quan, con thứ buôn bán, bình an vô sự. Chuyện này vừa xảy ra, chẳng khác nào xé đi lớp che mặt mày, về sau sợ là không được yên ổn. Tả tiểu hoa đưa ô đến tay lão ra. Vâng, lão nô sẽ đi bắt người. Khoan đá. Tả đạo chi như chợt nghĩ tới cái gì. Lão tam đâu, sao cả đêm nay không thấy nó đâu cả. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 284, Tả Hữu. Trong cơn mưa tầm tã, Tam ra đi vào bốn ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ không có một bóng người, vài tia chớp chiếu sáng con đường lát đá xanh phía trước, cũng chiếu sáng cây khô phía xa xa kia. Tiểu Hữu là nhũ danh của muội muội, cái tên này là do cha đặt. Cha thường nói con người sống trên đời chẳng qua chỉ là một trái một phải, một trước một sau, một tiến một lui, một buồn một vui. Hắn còn thường nói Hắn có một trai một gái, gom góp thành một chữ tốt, cuộc đời này không có gì tiếc nuối, điều tiếc nuối duy nhất là tương lai tiểu Hữu phải lập gia đình. Lúc cha nói lời này, nương nghe không nổi lặng lẽ trở về sương phòng, chỉ để lại hắn và tiểu Hữu ở cạnh cha. Cha ở Trịnh gia chính là một phế vật, căn bản không được ai coi trọng, viện hải đường nơi bọn họ ở, giống như lãnh cung, quanh năm suốt tháng cũng không thấy có người đến. Cha, ai nói tiểu Hữu muốn lập gia đình? tiểu nha đầu cực kỳ già dặn nói. Con đã quan sát rồi, mấy người tới lui chẳng ai bằng được cha, đến ca ca con cũng không bằng. Hắn ở bên cạnh sốt ruột đến rậm chân, thầm nghĩ tổ tông à, người cứ nói mấy từ quan sát người tới kẻ lui, không sợ giấu không được chuyện chúng ta trèo cây hả. Cha, hôm nay con vẽ một bức tranh, cha nhìn xem có đẹp không. Tiểu nha đầu cực kỳ biết chuyển hướng đề tài, chủ động hiến bảo, ví như lấy ra một bức tranh, trên tranh là hắn đang múa đao, chỉ lác đác vài nét bút đã làm lộ ra sự lười biến dấu trong xương của hắn ra. Cha vừa nhìn, mặt đã trầm xuống. Hắn nhanh chóng ngoan ngoãn đi ra ngoài viện, cầm lấy đại đao ở góc tường, bù lại sự lười biếng ban ngày. Vừa múa, vừa mắng tiểu nha đầu kia té tát, trong lòng tự nhủ nếu cùng nó trèo cây nữa thì hắn là chó con. Chó con đi theo ra ngoài ngồi ở ngưỡng cửa, hai tay nâng cầm, miệng lầm bầm. Ca, viện hải đường chúng ta phải nhờ huynh rồi. Không đúng, cũng phải nhờ muội nữa. Dưới sự đốc thúc của ta, huynh chắc chắc có thể trở thành đại tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã. Ca, ca luyện cho tốt đi, nếu không, áp lực của muội lớn lắm. Người còn áp lực lớn. Trong lòng hắn nghĩ mau đi tìm nhà chồng cho nha đầu này đi, sớm gả ra ngoài một chút, không thể nát trong tay, hỏng trong nồi được. Ký ức dừng lại. Tả chi phi nhìn gốc cây khô xa xa đột nhiên chạy như bay tới chân vừa nhón mấy cái trên vách tường người đã nhảy lên đầu tường gió mạnh hơn mưa càng lớn hơn hạt mưa nặng nề rơi lên đâu khiến hắn choáng váng mệt mỏi tả chi phi thả người nhảy lên cây lại men theo cây leo xuống đáp vào trong viện vẫn là vách tường đổ nát vẫn là một vùng hỗn loạn tả chi phi lau nước trên mặt mờ mịt nhìn mọi thứ trước mắt không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì thể trịnh gia không thiếu mất người nào cũng không có thêm người nào lẽ nào nàng cũng giống hắn hồn phách rơi vào trong thân thể một người khác ư không đúng nếu là như vậy thì tại sao nàng lại lạnh nhạt với chuyện của trịnh gia như thế hoàn toàn giống như một người xa lạ không liên quan nỗi đau đớn thống hận khắc cốt ghi tâm như thế sao nàng có thể quên hoặc là nàng vốn không chết vậy thì là ai đã cứu nàng thi thể vốn thuộc về trịnh hoài hữu kia là của ai sao nàng có thể sống sót được tại sao nàng lại quên chuyện trước kia một cô nương như nàng sao lại hóa niệm giải ma cho người chết ai dạy nàng điều đó trên khuôn mặt không chút huyết sắc của tạ chi phi là đôi mắt buồn dầu thê lương hắn chỉ cầu xin bóng đêm vô biên vô tận có thể cho một chút ánh mặt trời để hắn mau mau thấy rõ đám sương mù này nhưng mà không chỉ không có ánh mặt trời mà cơn mưa còn khiến cho mắt hắn không mở ra nổi. Ha 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 ha. Hắn đột nhiên cười lớn, lớp mặt nạ chín năm dán trên mặt tả tam ra chậm rãi nứt ra, mơ hồ lộ ra sự vui sướng và điên cuồng. Mặc kệ bên trong đám sương mù này là cái gì, dù sao cũng không phải chỉ có một cô hồn dã quỷ là hắn nữa rồi. Hoài hữu tới rồi, nàng là muội muội hắn, nàng còn sống, hóa ra muội ấy lớn lên có dáng vẻ như thế thật xinh đẹp đang cười thì nước mắt chợt rơi xuống khó trách lần đầu nhìn thấy nàng hắn lại thấy quen thuộc như thế hắn chưa bao giờ tò mò phái người đi phủ vân nam phủ an huy truy tìm nguồn gốc của người khác không phải là chuyện hắn hay làm vì tam gia hắn lười biếng đã quen trách không được hắn muốn dỗ dành nàng muốn chiêu chọc nàng muốn ăn hiếp nàng tả tam gia là một quỷ đoàn mệnh nhiều năm như vậy chỉ chơi với minh đình hoài nhân đến đỗ y vân cũng tránh không kịp thế nhưng lại muốn ăn miếng cơm cuối cùng của nàng. Trách không được khi nàng bị bệnh hắn lại lo, nàng bị thương hắn lại đau, nàng nhíu mày, hắn bất chấp gượng gạo đến xoa đôi lông mày nàng. Thông suốt rồi, thông suốt cả rồi. Tả chi phi thầm thở dài một hơi, ta thế mà lại thích muội muội của mình, ta thiếu chút nữa đã gây nên tai họa lớn rồi. Nghĩ tới đây, nước mắt của hắn bắt đầu rơi lục bột, rơi một hồi, hắn lại cười ha ha như một kẻ điên bị dồn vào đường cùng vậy. Trong tạ phủ, Chu Thanh sắp điên, tạ tổng quản cũng sắp điên rồi. Hôm nay là ngày quái gì gì thế? Yến cô nương gặp chuyện không may không nói, tam gia cũng không thấy đâu, toàn bộ tạ phủ thế mà chẳng ai biết tam gia đi nơi nào. Tạ tổng quản chỉ hận không thể cầm sợi dây thường xiết chết mình cho xong. Ngày 14 tháng 7 quỷ môn quan mở rộng, lỡ như tam gia xảy ra chuyện không may thì cái mạng già này của mình cũng chỉ có thể nhảy xuống hố phân cho chết đuối thôi. Ngay khi hai người sốt ruột như kiến bò quanh chảo nóng, thì tiểu bùi ra cầm ô lo lắng chạy tới. Mưa lớn quá, các người mau xem ta mang thứ gì tốt tới này. Hắn gạt tay ra, đắc ý nói. Răng của chó đen đó, trừ ta rất tốt, mười mấy năm mới tìm được một bảo bối như vậy đây. Tiểu bùi ra, không thấy tam gia đâu cả. Bùi tiếu nhướng mày đang yên đang lành sao lại không thấy đâu? Chu Thành không có mặt mũi nói Tam gia là ban đêm xông vào khuê phòng Yến cô nương rồi mất tích, chỉ hàm hồ nói. Viện nào cũng tìm rồi, nhưng mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Bùi Tiếu lúc này mới cảm giác được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Ta Tiểu Hoa, lão gia nhà ngươi đã biết chưa? Lão gia đang thẩm vấn người, lão nô nào dám nói chuyện này, chỉ nói Tam gia có việc ra ngoài thôi. Ta nói, cái vị di nương kia đúng là tai họa. Bùi Tiếu vừa mắng, vừa vỗ chán mình. Tên nhóc đó chỉ đến có chừng đó nơi, hoặc là câu lan, hoặc là sòng bạc, hoặc là biệt viện Thái Tôn, nhưng đến ba chỗ này hắn đều đi theo mình. Còn có nơi nào khác để đi chứ? Đột nhiên, tay hắn dừng lại, nghĩ tới một chuyện. Có một năm, cũng là đêm trước sinh nhật tạ ngũ thập, vừa tỉnh dậy đã phát hiện không thấy tạ ngũ thập đâu, tạ ra từ trên xuống dưới vội vàng tìm người chung quanh kết quả tiểu tử này lại cuộn mình trong bốn con hẻm, ngủ say như con heo chết. Cũng chính vì sự kiện này mà có hai ngày lễ 14-15 tháng 7 này. Đã tìm chỗ bốn con hẻm chưa? Anh hỏi. Chu Thành vỗ chán. Chết, ta lại quên mất chỗ đó. Bốn con hẻm. Hai chân tạ tiểu hoa mềm nhũn. Ôi tam gia của ta ơi, đang yên đang lành sao người lại bị câu hồn đi rồi. mươi 285, hy vọng cho dù trong tay nắm răng của chó đen, cho dù bên cạnh có một cao thủ, trong lòng tiểu bùi ra vẫn rất hoảng hốt. Đến chưa? Chu Thanh chỉ tay. Nhìn đi, ra ở đằng kia. Tiểu bùi ra nâng dù lên, nhìn theo tay hắn, tim đột nhiên trở nên loạn nhịp. Đây là cảnh tượng hoang đường nhất mà hắn từng thấy. Trên tường viện cao cao, tạ chi phi lắc lư hai chân, tùy ý ngồi đó, dáng vẻ không giống như là treo lơ lửng trên góc tường mà giống như đang lười biếng ngồi ở trong ghế thái sư vậy. Mấu chốt con bà nó, mưa này chắc khác gì thủy liêm động. Tiểu bùi ra chạy lạch bạch tới, trời ầm lên. Tạ ngũ thập, con bà nó ngươi điên rồi sao, muốn chết à? Còn không mau xuống đi. Tạ chi phi chậm rãi chớp mắt, nhìn tiểu bùi ra một cái. Cái nhìn này vừa lạnh lùng vừa thản nhiên, nhìn còn đáng sợ hơn lúc nhìn mình ở trước cửa tĩnh tư cư tiểu bùi ra nhanh chóng lấy răng cho đến ra, đưa cho Chu Thanh. Nhanh, nhanh, ra ngươi chắc lại bị quỷ nhập rồi, ngươi mau nhét vào tay hắn đi. Minh Đình. Tạ Chi Phi bỗng nhiên hét to. Ngươi từng thấy quỷ chưa? Chân tiểu bùi ra mềm nhũn, gặp qua người đã chết rồi sống lại chưa? Tiểu bùi ra lung lay sắp đổ. Đã từng gặp hồn phách nhập vào thân thể người chết chưa? Bịch, tiểu bùi ra ngã ngồi ở trong nước, kêu rên liên tục. Chu Thanh à, ngươi chết rồi sao, mau lên trên đi ra ngươi không chỉ bị một con quỷ nhập thôi đâu. Đừng có nhúc nhích, để ta ở lại đây một lúc. Tả chi phi co chân lại, thân thể chậm rãi nằm xuống, hai cánh tay gối đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Mưa rơi trên mặt, cực kỳ đau đớn, nhưng cũng cực kỳ sảng khoái. Hắn nhớ rõ Yến Tam Hợp nhìn một gốc cây già trong tạ phủ, nói một câu, nàng nói, vận mệnh là gì, cút sang một bên đi con người không thể thoát khỏi số phận của mình. Yến hành, không được. Ngô quan nguyệt, không được. Hắn, cũng không được. Bánh răng vận mệnh âm ầm chuyển động 9 năm trước, chuyển hắn lên người tả tam gia, 9 năm sau, hoài hữu tới. Có phải trang vận mệnh bỏ lại cho trịnh ra một lá bùa, lá bùa kia gọi là tuyệt sứ phùng sinh sao, là khởi tử hồi sinh, là mạng còn chưa tuyệt. Sao ý là trong chỗ chết tìm được đường sống? Chắc chắn rồi nếu không, ông trời cũng sẽ không để cho hắn sống sót. Như vậy, phải chẳng có nghĩa là tấm bùa tuyệt sứ phùng sinh này là do hắn và nàng cùng tiếp nhận, sau đó huynh muội hai người liên thủ tìm ra chân tướng vận mệnh đã nghiền ép trịnh ra. Chắc chắc là như vậy rồi. Nếu không, ông trời cũng sẽ không đưa nàng đến bên cạnh hắn. Tả chi phi mở to mắt, đôi mắt hoa đào kia chợt sáng ngời. Tiểu bùi ra nhìn hắn mà tim thắt lại, như xác chết vùng dậy nhảy dựng lên, vọt tới phía sau Chu Thanh, đạp một cái. Da của ngươi đã điên đến thế rồi, ngươi còn chờ cái gì nữa hả? Chu Thanh đã sớm chờ không kịp, thân thể hắn định nhẹ nhàng bay lên. Thì bất chợt, người trên đầu tường xoay người một cái đáp xuống. Ngũ thập, ra. Trong tiếng kêu sợ hãi, tạ chi phi vững vàng đáp xuống đất, đưa tay khoác lên vai tiểu bùi ra. Tiểu bùi ra sợ tới mức không dám nhúc nhích, run rẩy nói. Tạ, Tạ ngũ thập, chúng ta là huynh đệ tốt, người muốn hút máu thì hút của Chu Thanh đi, máu thuần dương của hắn sạch sẽ hơn. Còn ngươi thì sao, của ta? Khóe miệng tiểu bùi ra co rút, vẻ mặt cầu xin. Bị ngũ chỉ sơn của ta làm vẩn đục rồi, ta thích vần đục, hả? Mặt mày nam tử âm trầm đáng sợ quét qua, ý cười ở cuối mắt cong lên. Tiểu bùi ra đột nhiên đưa tay, tát một cái. Tạ ngũ thập khốn kiếp, ngươi giả thần giả quỷ dọa ta bàn tay rắn chắc đánh lên mặt, cơn đau đớn sông tới, cảm xúc xa lạ chợt dâng lên. Tam gia đã rất lâu rồi không có loại cảm giác này, giống như cuộc sống bị xé ra một lỗ hồng, có ánh sáng chiếu vào. Những ngày sau đó, ta có hy vọng rồi, Tam gia nghĩ thầm. Chỗ này, có cái gì câu hồn người ai? Tiểu bùi ra quả thực không thể hiểu vì sao tên nhóc này trời đang mưa to lại chạy tới đây. Tả chi phi chỉ tay. Thấy chưa, cái cây kia, cây thì sao? đó là cây thụ tinh ngàn năm, bên trong có dấu một mỹ nhân, ta tới hẹn hò với nàng. Sắc mặt tiểu bùi ra lại bắt đầu sợ hãi. Ngươi đừng sợ. Tả chi phi lại vỗ vỗ cậu. Mỹ nhân nói, diện mạo ngươi như vậy, lại bị ngũ chỉ sơn làm bẩn, nàng ta không thích đâu. Tiểu bùi ra trầm mặc một lúc lâu, giống to một tiếng. Tả ngũ thập, ngươi cút cho ông. Tả tiểu hoa chờ ở cửa, từ xa thấy tam gia trở về thì vội vàng ra che ô nghênh đón đi tới gần nhìn, tiểu hoa tổng quản thiếu chút nữa thì ngất xỉu, toàn thân tam gia không có chỗ nào là không nhỏ nước. Gia của ta ơi, nếu bị bệnh thì sao bây giờ, mau, mau chuẩn bị nước nóng. Tạ chi phi cả người mệt mỏi. Cha ta đâu? Lão gia còn ở thư phòng thẩm vấn người, đại gia cũng ở đây. Vậy ta không về nữa, kêu phòng bếp nhỏ. Lời vừa ra khỏi miệng, tạ chi phi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nào còn có phòng bếp nhỏ gì, mọi người đều đang bị thẩm vấn mà. Tả tổng quản vội nói. Tam gia muốn ăn gì, lão nô mệnh nói đại phòng bếp đi làm, mang hai món nhắm rượu đến đây. Tả chi phi túm lấy tay Bùi Minh Đình. Muốn uống cùng Tiểu Bùi ra hai chén. Tiểu Bùi ra hất tay người này ra. Uống cái gì mà uống? Hôm nay đi ngủ sớm đi. Ngày mai có pháp sự, sáng sớm ngươi phải dậy dậm đầu đó. Ngày mai sinh nhật ta, ngươi nhẫn tâm để ta một mình sao? Con bà nó lại làm nũng rồi. Uống uống uống, nhưng nói trước, ta chỉ uống ba chén thôi. Ba chén ư, thế thì nào đủ? Tạ Chi Phi lẳng lặng nhìn về phía tính tư cư, hắn muốn uống không say không nghỉ cơ. Một trận mưa to ngập trời, hoàn toàn dập tắt chút không khí lạnh cuối hè. Yến Tam hợp tỉnh lại, vết sưng đỏ trên người tuy rằng còn chưa tiêu đi, nhưng cũng không ngứa nữa. Bất ngôn Lý bất ngôn nghe được động tính, nhảy dựng lên đi tới bên giường, căng thẳng hỏi. Thế nào rồi, còn sống? Yến Tam hợp chỉ vào tham viên đang nằm úp sấp bên giường, dùng ánh mắt hỏi Lý Bất Ngôn là chuyện gì xảy ra. Lý Bất Ngôn lắc đầu. Nằm sấp cả đêm, kêu cũng không tỉnh, ngủ như heo. Lúc này, tham viên chống mép giường đứng thẳng dậy, rụi rụi mắt, chợt có chút phân không rõ đông nam tây bắc. Cuối cùng cũng tỉnh, thật không dễ dàng. Lý bất ngôn sách tham viên lên ngươi đi làm việc đi, đóng cửa lại, ta và Tam Hợp có chuyện muốn nói. Thang viên vừa định nhắc tới đêm qua nàng hình như thấy được Tam gia, lại nhìn thần sắc lý bất ngôn, sợ tới mức nuốt lời muốn nói xuống. Nàng vừa rời đi, Lý Bất Ngôn đã nói ngay. Thẩm vấn cả người trong phòng phu nhân và phòng bếp nhỏ rồi, nghe nói chuyện này rất có thể là liên quan đến Liễu Di Nương. Yến Tam hợp khoát tay, ý bảo nàng không nên nói tiếp. Không muốn nghe một chữ cũng không muốn nghe. Yến Tam hợp ngồi dậy. Đi ra ngoài tìm một ngôi nhà, không cần lớn, hai cửa ra vào là được. Lý bất ngôn vừa nghe muốn dọn ra ngoài thì cực kỳ vui vẻ. Chúng ta mua thêm vài hạ nhân, một người giặt quần áo, một người nấu cơm, một người dọn dẹp, một người giữ nhà hộ viện, còn có một thang viên hầu hạ ngươi, vậy là đủ rồi. Yến Tam hợp. Tiền bạc đủ không? Lý bất ngôn chớp mắt. Khá dư giả. Yến Tam Hợp trước giờ đều nghe Lý Bất Ngôn trong mấy chuyện này. Được, ngươi quyết định đi, nàng nói không tính. Giọng tả Tam Gia vang lên ngoài cửa sổ. chương 286, Nam Nhân. Lý Bất Ngôn nhảy lên đầy cửa sổ ra. Tam gia này hái hoa tạc thuận tay nhỉ, còn mỗi ngày đến hái một lần, ông mật cũng không chịu khó như ngươi. Tả Chi Phi không để ý đến nàng, nói với người phía sau bình phong. Yến Tam Hợp, các ngươi không quen kinh thành, chuyện này giao cho ta ta sẽ làm. Yến Tam hợp khoác một bộ xiêm y chậm rãi đi ra, ánh mắt dừng ở trên mặt tả chi phi. Người này hình như thức cả đêm, trong mắt toàn tơ máu đỏ, dưới bọng mắt xanh đen, khóe miệng cũng không nhếch lên như thường ngày. Không ngăn cản. Nàng hỏi. Tả chi phi nhìn cô, ánh mắt sâu hơn vài phần. Cô cứ đứng như vậy, mặt vẫn sưng phù, màu đỏ khiếp người không hoàn toàn biến mất, bộ xiêm y sám trắng tỏa ra ánh sáng dịu dàng trong nháy mắt này hắn giống như lại trở về với viện hải đường. Sáng sớm, nàng đứng ở cửa sổ khuê phòng, vẻ mặt buồn mù lại cố gắng chống mí mắt, giám sát hắn luyện công. Điểm khác biệt là 9 năm trước, ánh mắt của cô rất nóng. 9 năm sau, ánh mắt của cô rất lạnh nhạt. Ta rất nhớ muội, hoài hữu Tả chi phi thầm nhủ, nhất là đêm khuya, từng ký ức của viện hải đường, giống như dùng dao khắc khắc vào xương máu của hắn. Tam gia giúp người mở đường, Thế nào? Yến Tam Hợp âm thầm giật mình. Ý của hắn là, nếu như lão phu nhân kiên quyết muốn ngăn cản, hắn sẽ phụ trách đưa lão phu nhân đi. Hai ngày 14-15 trong phủ có pháp sự, có hơi hỗn loạn, chân của ngươi nghỉ hơi hai ngày, vừa khéo vết đỏ trên mặt cũng có thể tiêu đi. Hai ngày sau, ta mang ngươi lên giáo phường đi. Giọng Tam gia cực kỳ trầm ồn, cũng cực kỳ bình tĩnh. Về phần chuyện nhà bếp nhỏ, trong một sớm một chiều sợ không có kết quả gì, nhưng ngươi đừng nóng vội kiên nhẫn một chút thì hồ ly sẽ lộ ra đuôi thôi dứt lời hắn rũ mắt xuống xoay người rời đi nhanh gọn như vậy sao không một lời thừa thải yến tam hợp nghi hoặc nhìn bóng lưng người này thầm nghĩ đầu óc hắn hỏng rồi à sao lại giống như đổi thành người khác thế ly bất ngôn dường như nghĩ tôi cái gì dậm chân một cái ai già hôm nay là sinh nhật tam gia quên đưa quà sinh nhật cho hắn rồi sinh nhật tam gia năm ngoái sáng sớm hạ nhân trong phủ đến viện thế an xếp hàng chờ dập đầu với tam gia tam gia không nhận quà bèn dập đầu ba cái rồi nói một tiếng sống lâu trăm tuổi xem như lời chúc phúc năm nay vẫn như cũ chỉ là tam gia hơi không yên lòng đám hạ nhân biết tam gia vì chuyện nhà bếp nhỏ mà phiền lòng dập đầu xong thì ai nấy ngoan ngoãn trở về làm việc thần tiên đánh nhau bách tính gặp nạn gia môn và triều đình là một đạo lý, lúc này, chỉ có ít nói chuyện, làm nhiều việc mới là cách tự vệ chính xác nhất. Tả chi phi nhẫn nại chúc thọ xong, rồi đi thẳng đến viện lão phu nhân dùng điểm tâm. Lão phu nhân không ngờ tiểu tôn tử sẽ đến, vội vàng cho người đem ra thêm một bộ bát đũa. Dùng được một nửa, tả chi phi buông đũa nói. Lão phu nhân không cần lo lắng nha đầu kia sẽ rời đi, chuyện am thủy nguyệt chưa điều tra xong, nàng không đi đâu được cả. Nàng cũng có lúc điều tra xong thôi, điều tra xong rồi, còn có tâm ma khác, lão tổ tông có điều không biết, có một số việc muốn điều tra tiếp, nàng phải dựa vào cháu đây, nếu không ở kinh thành này thì nàng không thể đi đâu được. Thật không, Tôn Nhi lừa ai cũng không nỡ lừa lão tổ tông. Tạ Chi Phi cầm tay lão phu nhân đặt bên cạnh bàn. Lão tổ tông chỉ lo sống cho vui vẻ, có Tam Nhi ở đây, trời không sập xuống được đâu. Lão phu nhân tối hôm qua một đêm ngủ không ngon vừa thương xót Yến Tam Hợp, vừa hận Ngô Thị làm việc không cẩn thận, bị người lợi dụng sơ hở, còn khiến lão gia giúp đỡ Liễu Di Nương nói chuyện. Nghe xong lời này, lão phu nhân chỉ cảm thấy hơi thở cũng thuận hơn rất nhiều. Bà có ba đứa cháu trai, hai đứa cháu gái, một đứa chắt trai, chỉ có người trước mắt này thỉnh thoảng chạy tới dỗ dành làm ấm lòng bà. Hai bà cháu dùng xong điểm tâm, lão phu nhân lấy quà mừng thọ đã sớm chuẩn bị từ bên gối ra, nhét vào tay tạ chi phi lão tổ tông năm nay có thêm một tấm, trong lòng ngươi biết thôi, đừng nói với cha và đại ca ngươi. Một tấm là 500 lượng, hốc mắt tạ chi phi nóng lên. Lão tổ tông, chờ cháu trai sau này tiền đồ, cháu trai sẽ kiếm bạc cho ngài tiêu. Trong nhà này cần gì đến con đi kiếm bạc? Lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn. Lát nữa đi thăm nương con đi, nương con đúng là đồ ngốc. Tạ chi phi ngoài miệng nói vâng, nhưng vừa ra khỏi viện đã đi thẳng đến thư phòng của cha. Trong thư phòng, tạ nhi lập đã ở đó, thấy lão tam đến thì lấy trong ngực ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho hắn. Sinh nhật lão tam không nhận quà, chỉ nhân bạc, bao nhiêu năm chưa hề thay đổi. Tả Đạo Chi cũng đã sớm chuẩn bị, vốn còn muốn nói vài câu chúc cho con trai, nhưng chuyện hôm qua mệt mỏi quá nên hắn cũng lười nói ra miệng. Hắn không nói, nhưng Tam gia có lời muốn nói. Phụ thân, đại ca, nếu như hai người yên tâm, cứ giao chuyện phòng bếp nhỏ cho con, Việc con làm ở binh mã ti là thẩm vấn phạm nhân. Tả Chi Phi miễn cưỡng bắt chéo chân, "Con không thiên vì ai hết, chỉ mong làm rõ chuyện này, không vì ai chỉ là vì gia đình chúng ta, trong nhà có một bãi cứt chuột như thế chỉ sẽ làm hỏng cả nồi cháo." Tả Đạo Chi Phút chốc ngồi ngay ngắn, vẫn là dáng vẻ thiếu đánh hỗn hào kia, nhưng lại giống như trong một đêm đã mọc ra cốt khí. Mà một nam tử một khi sinh ra cốt khí thì dù không dính đến nữ nhân thì không còn là thiếu niên nữa mà là một nam nhân. Qua hôm nay, đã 21 rồi. Tạ Đạo Chi nhìn hắn, cảm thán nói. Thành người lớn rồi. Tạ Chi Phi cười. Con coi như phụ thân đồng ý rồi nhé. Có thể không đồng ý sao? Thẩm vấn một đêm, hai bà cháu Trần Đại Nương ngoại chưa khóc ra thì chỉ thiếu đập đầu vào tường để chứng minh sự trong sạch thôi. Chẳng hề có chút tiến triển nào, hắn cũng hết đường xoay sở rồi. Nhưng tạ đạo chi còn có lo lắng. Ngươi thật sự không thiên vị sao? Tả Chi Phi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khẽ cười. Phụ thân, không có sự thiên vị triệt để, nếu có liên quan đến đại phòng, con sẽ xin phụ thân hạ thủ lưu tình, nếu có liên quan đến nhị phòng, con sẽ xin phụ thân ta tay tàn nhẫn một chút, đừng lưu tình. Trần tướng chắc chắn không thiên vị. Nhưng Trần tướng có rồi thì nên xử trí thế nào, ta là người của đại phòng, đương nhiên nghiêng về đại phòng, không nói hai lời. Tả đạo chi bị nhi tử đốt một viên thuốc an thần, bèn gọi tả tổng quản tới, dặn dò hắn hết thảy nghe lời tam gia. Tả nhi lập đứng yên lặng bên cạnh nhìn tam đệ, khóe miệng cong lên dịu dàng. Thật sự là người lớn rồi, cách nói chuyện làm việc càng ngày càng chu đáo. Tả chi phi lại nói. Về phía mẫu thân, đại ca và đại tẩu không cần cố ý đi thăm gì cả, cứ làm theo lời phụ thân, lạnh một chút cũng tốt. Lời này khiến tạ đạo chi quay đầu nhìn. Bởi vì cái gọi là ngã một lần, khôn hơn một chút, mẫu thân cũng nên khôn hơn rồi. Tên nhóc ngươi. Tạ Nhi lập tức dựng thẳng hai hàng lông mày kiếm. Nói thế nào nhỉ, không biết lớn nhỏ. Cha, con nói có sai không? Không sai một chữ. Tạ Đạo Chi lạnh lùng nhìn lão đại một cái, hai hàng lông mày Tạ Nhi lập giật giật cúi xuống. Phía bên Liễu Di Nương, phụ thân cũng lạnh vào. Tạ Chi Phi nói. Hai bên đều lạnh, hai bên đều không thiên vị, mới có thể điều tra tiếp chuyện này. Tạ đạo chi không biến sắc nhìn con trai nhỏ hồi lâu, mời hắn cút ra ngoài. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 287, sinh nhật. Tam gia vừa cút, tạ tổng quản cũng vội cút đi, vừa đi ra sân đã thấy tam gia chắp tay sau lưng đứng ở dưới bóng cây. Rõ ràng là đang chờ hắn. Hắn vui vẻ chạy tới. Tam gia, có gì phân phó hả? Hai bà cháu Trần Đại Nương vẫn để trong bếp nhỏ, trước kia làm gì thì bây giờ làm chuyện đó, coi như không có chuyện gì. Tạ Tổng Quản Trong phòng phu nhân và Liễu Di Nương, phải người âm thầm quan sát, xem ai ra khỏi phủ, ai đi nhà xí, ai nói gì với ai, mỗi ngày đều qua đây nói cho ta nghe. Tam gia, chuyện này, tạ tiểu hoa đừng nói với ta chuyện này chuyện kia, ngươi làm quản gia nhiều năm như vậy, ngay cả mấy cái tai mắt này cũng không có. Khóe môi tạ chi phi cong lên, lạnh lẽo nở nụ cười. Còn người tam gia, tạ tiểu hoa nhìn từ nhỏ đến lớn, lúc nào náo loạn chơi đùa, lúc nào nghiêm túc trong lòng hắn đều biết rõ. Yên tâm tam gia, việc này lão nô chắc chắn làm thỏa đáng. Phía bên la di nương cũng thêm tai mắt cho ta, chai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi, đừng nhìn nàng không lên tiếng không hờn dỗi, chúng ta cũng phải đề phòng vào. Vâng, còn có một người, ở trong phủ ngươi giúp ta theo dõi, ra khỏi cửa ngươi không cần lo. Ánh mắt tạ chi phi cứng rắn, lộ ra vẻ tàn nhẫn ngươi hẳn là biết ta nói ai rồi nhỉ chắc chắn biết rồi không phải là nhị ra sao chốt linh chi vụn là hắn cho liễu di nương đó tam gia yên tâm lão nô biết tạ chi phi xác nhận mình không bỏ sót chỗ nào lúc này mới vỗ vỗ vai tạ tổng quản tiểu hoa à tạ phụ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ chủ tớ hai người chúng ta liên thủ bắt được tiểu nhân làm ác sau này chờ ngươi trăm năm sau có ý niệm gì mà gì thì yến cô nương sẽ xem cho người để quan tài ngươi yên tâm khép lại. Tả tiểu hoa, tam gia, ngươi có thể trông chút điều tốt cho ta được không? Tả tiểu hoa nào biết, trong lòng tam gia mong ai cũng tốt. Người chỉ có một cái đầu, một đôi tay, không mọc ra ba đầu sáu tay, chỉ có phụ thân thuận buồm xuôi gió, tả ra an an ổn ổn, phu nhân bình thường. Hắn mới có tâm tư vạch trần bí ẩn của Yến Tam Hợp. Pháp sự phía trước, đã bắt đầu náo nhiệt. Trước cống đài, 18 hòa thượng mặc áo cà sa, ngồi trên bồ đoàn niệm kinh. Tiểu bùi ra mặc một bộ trường sam màu đỏ, ngẩng đầu đứng ở dưới bóng cây, vẻ mặt kiêu ngạo giống như con gà trống vừa đấu thắng. Hắn vì sao lại vào tăng lục ti chứ, chẳng phải chỉ vì chút này sao, làm pháp sự cho huynh đệ nhà mình, một không cần mười người, hai không cần tốn tiền. Tạ chi phi hít cầm với hắn xem như chào hỏi, sau đó đi tới phía hòa thượng bên kia, vén áo quỷ xuống đất đọc xong một quyển kinh thư, tiếng mõ gõ vang, hắn khom lưng dập đầu ba cái. Cái dập đầu này bắt đầu từ bây giờ, và phải dập đến khi mặt trời lặn, ước chừng phải dập cả ngày. Tiểu bùi ra nhìn tạ chi phi dập đầu từng cái, cứ cảm thấy hôm nay dập đầu rất thực tế, dáng vẻ chắp tay cùng bị nhiễm trong kinh kệ từ bi. Chỉ có trong lòng tạ chi phi biết, hắn không có từ bi, chỉ có thành kính. Bồ Tát à, ta nguyện ý dùng thời gian ta có thêm ở đời này đổi lấy manh mối của vụ án trịnh gia, đổi lấy hoài hữu có thể vui vẻ khỏe mạnh về sau. Bởi vì chuyện nhà bếp nhỏ, tiệc sinh nhật tam gia cũng ăn uống qua loa. Phu nhân ngô thị cáo bệnh không ra ngoài. Nhị gia nói có bên ngoài có việc bẩn, chỉ cho người đưa tới quả trúc thỏ. Tạ huyền su ngồi ở trong đại phòng, để ý biểu cảm trên mặt mỗi người, trong lòng bất ổn như đánh trống. Tả đạo chi dùng vài miếng, rồi mang theo trường tử đến ngoại viện tiếp tăng nhân dùng cơm, tăng nhân đêm nay ở lại tạ phủ. Khi người nhà vừa đi, Tam gia và Tiểu Bùi Gia liếc nhau, lấy cớ muốn đi ra ngoài tiêu khiển liền chuồn mất. Hai người đi thẳng đến phường khai quỹ. Trên thuyền phường của phường khai quỹ, Mai Nương đã đứng chờ sẵn. Chờ hai vị ra lên thuyền, người lái thuyền lập tức nhổ neo trèo đến nửa đường, dừng lại ở bến tàu một chút giống như trước. Triệu Diệp thời lên thuyền, phía sau chỉ mang theo thẩm trùng. Chủ tớ hai người đi vào trong thuyền, Triệu Diệp Thời ngồi xuống, Mai Nương tự tay bưng trà rót rượu, chén rượu giơ lên, tiệc sinh nhật Tam gia mới chính thức bắt đầu. Mấy chén rượu vào bụng, đôi mắt Tam gia giống như nhiễm hoa đào, mơ hồ ửng hồng. Hắn mở tay ra đưa lên bàn. Triệu Diệp Thời và Bùi Tiếu Ngoan ngoãn lấy ngân phiếu từ trong ngực ra, đặt trên tay hắn. Người là người tuấn tú nhất, nhã nhặn nhất, thế nhưng lại thứ đồ thô tục nhất. Thật hiếm có. Bùi tiếu nói với Hoàng Kỳ, thẩm trùng, mai nương. Còn không mau đưa tiền riêng giấu một năm cho tam gia. Tả chi phi liếc mắt. Xem người nói kìa, giống như ta không phải đến mừng thọ mà ta đến đòi nợ ấy. Triệu Diệp thời nhấp một ngụm rượu. Ừ, cũng y như thế. Hắn nói như vậy, chủ nợ dứt khoát ngoác ngoác tay. Đến đây đi, tất cả lấy ra, năm này tam gia sống có tốt hay không, có dễ chịu hay không, phải dựa vào chư vị rồi. Mai Nương sảng khoái nhất, không nói hai lời, trực tiếp đập một thỏi vàng lên bàn. Thẩm trùng cũng dứt khoát, một tấm ngân phiếu bay qua. Chỉ có Hoàng Kỳ, cầm ngân phiếu mà tay chân run rẩy, ánh mắt lưu luyến không buông, tiểu bùi ra tức giận đá một cước. Có thể cho ra người chút mặt mũi không? Hoàng Kỳ liếc liếc hắn, thầm nghĩ ta không giống với người khác, chỉ tranh bánh bao, không tranh mặt mũi. Tả chi phi cầm một đống bạc, ngay cả rượu cũng không có tâm tư uống, tự mình nghiêng đầu đếm trước, sau đó lấy ra mấy tờ ngân phiếu, đặt xuống trước mặt bùi tiếu. Tiểu bùi ra không hiểu hoảng hốt. Ngươi làm gì vậy? Tạ chi phi thản nhiên. Bán biệt viện trong thành của ngươi cho ta. Tiểu bùi ra kinh ngạc. Ngươi muốn biệt viện làm gì? Triệu diệp thời bổ sung một câu. Kim ốc tàng kiều. Tạ chi phi dùng vẻ mặt. Kẻ ta. Đáng ăn đòn nói. Bùi minh đình, ngươi nói đi, bán hay không bán? Đẹp, đây là thái độ mua hàng của người sao, đây rõ ràng là cướp đoạt trắng trợn. Tiểu bùi ra nổi giận. Tạ chi phi khoanh tay, cười híp mắt nhìn hắn. Ánh mắt cực kỳ thâm tình, sự chân thành kia khiến hoàng kỳ phía sau tiểu bùi ra cũng nổi cả da gà. Trong lòng tự nhủ tam gia nếu như muốn quyến rũ người khác, đừng nói nữ nhân, nam nhân cũng chống đỡ không được. Bán, bán, bán. Tiểu bùi ra bại trận, không cam lòng, dãy ruộ bổ sung một câu. Con bà nó kiếp trước ta tạo nghiệp gì không biết. Tam gia không hề áy náy, xoay người, cười híp mắt nhìn về phía triệu diệp thời. Triệu diệp thời theo bản năng dựa về phía sau, muốn tránh xa người này một chút. Vô dụng thôi. Ra mặt tam gia lý bất ngôn còn phải thán phục, hắn móc ra mấy tấm ngân phiếu, đặt xuống trước mặt triệu diệp thời. Hoài nhân, ta muốn làm tổng chỉ huy sứ của ngũ thành binh Mã Ti. Cổ hỏng triệu diệp thời khẽ động, nửa ngày mới cắn ra mấy chữ. đây mới là ăn cướp trắng trợn. ngươi nói đi, có cướp cho ta hay không? vẻ mặt tạ chi phi đáng thương. ai già, sinh nhật quỷ đoàn mệnh mà, cứ qua một năm lại bớt một năm. cái gì gọi là đâm tim? đây chính là đâm tim. trái tim triệu diệp thời bị một câu này của hắn đâm một lỗ thủng lớn, cả giận nói. tổng chỉ huy sứ thì tổng chỉ huy sứ, ngươi đang yên đang lành nguyền rùa mình làm cái gì? hắn là đồ xúc sinh. Bùi Minh Đình nghẹn một bụng nước đắng muốn đổ ra ngoài. Hoài nhân, ngươi không biết đâu, xúc sinh này đêm qua trời mưa lớn như vậy, thế mà hắn lại chạy tới bốn con hẻm. Tả chi phi nghe tiểu bùi ra nói rông dài, thì bưng chén rượu lên, dơ về phía chỗ không người. Hoài tả, hoài hiếu, sinh nhật vui vẻ. chương 288, quả sinh nhật. Người vì được cương chiều mà cướp giật, hơn phân nửa chỉ có một kết cục bị chuốc rượu. Ai mời Thỏ Tinh cũng không từ chối, ai bưng chén kinh hắn cũng đều uống, ai bảo tử Lượng Tam gia không tốt, nhưng tính tình lại tốt chứ. Cuối cùng vẫn là Triệu Diệp Thời nhìn không nổi, ho khan vài tiếng, mới hù dọa đám người hoàng kỳ kia. Ngày mai Tạ gia còn có pháp sự, Tam gia đã say đến mức đi đường thành hình rắn được Chu Thanh đỡ lên xe ngựa. Xe ngựa đến Tạ gia, Chu Thanh rất khoát cõng người lên lưng. Tạ Chi Phi thật ra là có chi giác, chỉ là cả người không có sức cũng lười mở mắt. Tổng chỉ huy sứ ngũ thành binh mã ti phụ trách toàn bộ tuần bổ đạo tặc thành tứ cửu, quyền lực không chỉ lớn gấp đôi so với trước kia. Hắn đã suy nghĩ cặn kẽ một đêm, mới mở miệng với hoài nhân, mà hoài nhân cũng không phải bởi vì sinh nhật hắn, bất đắc dĩ mới đồng ý. Hoàng đế đã già, có một số việc cũng có thể chậm rãi bắt đầu sắp xếp rồi, đừng thấy người Hán vương tạm thời lui đến đất phong thì giã tâm cũng lui. Ngày sau thái tử đăng vị, chắc chắn sẽ có động tĩnh kinh thiên. Bình mã ti bắc thành quá nhỏ, hoài nhân muốn giúp thái tử thuận lợi thượng vị, chắc chắn phải biết toàn bộ động tĩnh của thành tứ cửu. Một nước cờ này, hoài nhân không phải thành toàn cho hắn, mà là đã sớm có dự định. Còn hắn thì sao? Tả chi phi khẽ nhếch khóe miệng, hắn muốn che chở yến tam hợp, muốn điều tra vụ án cũ của trịnh gia năm đó, thì phải leo lên một bước. Đều nói cây cao bao nhiêu gió lớn bấy nhiêu, nhưng ở chỗ cao thì mới có thể nhìn xa được. Đến cửa viện Thế An, bước chân Chu Thanh đột nhiên dừng lại. "Ra, là yến cô nương." Tả Chi Phi dùng sức mở mắt. Thiếu nữ ngồi ở trên ghế trúc, thắt lưng thẳng tắp, đôi mắt đen nhìn qua, trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào. Phía sau nàng vẫn là con người phá đám kia. Tả Chi Phi nhảy xuống, đầu nặng chân nhẹ đi tới, tùy tiện ngồi xuống một cái ghế trúc khác. "Muộn thế này, sao ngươi còn tới đây?" nhà hoàn tiểu hồng vội vàng đi rót trà, lục ỷ thì đi bưng canh tỉnh rượu. Yên lặng một lát, Yến Tam hợp mở miệng. Đến tặng quà sinh nhật cho ngươi, bất ngôn. Lý bất ngôn lấy một thứ từ bên chân mình đặt vào trong ngực chu thanh. Tam gia, tiểu thư và ta nghĩ mãi, cảm thấy vẫn là thứ này thực dụng nhất. Tả chi phi dơ mắt nhìn, chỉ cảm thấy máu cả người lập tức vọt lên đỉnh đầu. Một bộ yên ngựa, tiệc sinh nhật tặng thứ này, Yến Tam hợp thế mà cũng nghĩ ra được hai hàng lông mày kiếm vừa nhướng lên tạ chi phi bỗng nhiên vỗ đầu một cái nàng là hoài hữu hoài hiểu trước đây chuyên làm mấy chuyện này bởi vì là sinh đôi ngày sinh nhật hai người đều ở bên nhau hắn luôn vắt óc tìm cách chuẩn bị sinh nhật tốt nhất cho nhà đầu này nữ tử thích dùng khăn túi thơm giày thêu quạt hương bồ nhà đầu này lại chưa bao giờ làm theo lẽ thường nàng tặng gì cho hắn một chiếc lá rơi từ cây xuống Bó hoa không biết nhặt được ở đâu. Kỳ quặc nhất là có một năm cô bắt được một con ếch ở góc tường, nuôi nửa tháng, đưa cho hắn làm quà sinh nhật. Còn đặt mỹ danh là ếch ăn sâu hải, tướng quân đánh địch, hiệu quả giống nhau đến kỳ diệu. Hay cái giam há, Trên đời này, còn có huynh trưởng nào xui xẻo tuyệt vọng hơn hắn nữa không? Yến Tam Hợp nhìn Tạ Chi Phi, cũng không biết người này là say quá hay là chê quà nàng tặng, một hồi nhíu mày, một hồi cười khẽ một hồi lại nặng nề thở dài mấy hơi, căm giận bất bình. Tả chi phi. Tả chi phi phút chốc hoàn hồn. Ừ, sao vậy? Yến Tam Hợp lúc này mới thấy rõ ràng, người này say đến mức ngay cả ánh mắt cũng mê man. Một lát sau, nàng khẽ rũ mắt xuống, lấy trong tay áo ra một bộ quyền trục. Đây cũng là quà sinh nhật, có rảnh thì xem một chút, bất ngôn, chúng ta đi. Đây là cái gì? Tả chi phi miễn cưỡng mở ra, chỉ liếc mắt một cái, máu vọt tới đỉnh đầu lập tức lạnh xuống. Đây là một bộ bách thọ đồ. Bách thọ đồ là dùng kiểu chữ khác nhau để viết một chữ. Thọ, chấm. Tạ Chi Phi chẳng nói nên lời. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng kia, bóng lưng mong manh gầy yếu, lại thẳng tắp, giống như đang nói Tạ Chi Phi, ta chúc ngươi sống lâu trăm tuổi. Trên con đường nhỏ lát bằng đá xanh, Lý Bất Ngôn nghiêng đầu nhìn Yến Tam Hợp, sâu xa nói. Ơ, ờ, Cô nương viết chữ lúc nào thế, sao ta không biết? Lúc ngươi đến quán trà, không đúng. Lý bất ngôn cười nhẹ. Không phải nói không thể quá quý giá sao? Cái đó không đáng giá gì. Vậy sao? Lý bất ngôn cố ý khiến nàng ngược. Vậy lúc sinh nhật ta, cũng đâu thấy ngươi viết cho ta một bộ chữ như vậy. Ta tam gia đã vượt qua ta từ khi nào thế? Yến tam hợp nghiêm túc nhìn nàng. Người ta chuyện gì cũng ôm đồm. Ta cũng đâu có nhàn dỗi, Yến cô nương như thế là không đúng đâu, không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Ngữ khi nói chuyện hôm nay của ngươi sao lại giống tạ chi phi thế? Đó là bởi vì, ghen tị đó. Ghen với với hắn, bất ngôn ngươi ngốc à. Ngươi mãi mãi ở vị trí đầu tiên. Yến tam hợp nhìn nàng. Lý bất ngôn im lặng nhìn nàng một lát, nhếch khóe miệng, ngoan ngoãn giơ cờ trắng đầu hàng. Tả tam gia, đáng đời ngươi xui xẻo. Vốn là nể tình ngươi ôm đồm hết mọi chuyện, ta còn muốn chỉ điểm cho nàng, ai ngờ người này rõ ràng là khúc gỗ. Khúc gỗ lại tốt, ít nhất không tổn thương chính mình. Hai ngày cung bái, việc ăn uống ngủ nghỉ của mười mấy hòa thượng khiến tạ phủ lăn qua lăn lại người ngã ngựa đổ. Thảm nhất là tả tổng quản, hắn không chỉ phải bận rộn pháp sự, còn phải bận rộn chuyện tam gia giao phó, cũng may tay mắt đều bố trí xong, phía dưới cũng rất muốn xem ai nhảy ra trước. Tả đạo chi hai ngày nay đều ngủ ở thư phòng, một ngày ba bữa đều dùng cơm trong phòng lão phu nhân. Ngô Thị và Liễu Di Nương, một người ở cửa lớn viện Chi Xuân không ra ngoài, bị cấm túc trong phòng. Một người ở viện Mộc Hương run sợ chờ tin tức. Cuộc sống của hai người đều không tốt lắm. Cuộc sống không dễ chịu nhất là đám hạ nhân tạ phủ, mấy ngày nay hạ nhân gặp mặt, toàn dùng ánh mắt truyền lời không liên quan đến người chứ. Hai ngày liền ăn cháo thanh đảm, mấy vết đỏ trên mặt Yến Tam Hợp đã hoàn toàn biến mất. Bùi Thái Y lần cuối cùng tới cửa khám, sau khi kiểm tra xong thì khoát tay nói. Được rồi cô nương, ngoại trừ không được chạy, không được nhảy ra, người muốn làm gì thì làm đi. Yến Tam Hợp không muốn làm gì, nàng chỉ chờ trời tối, đợi tả Tam ra mang nàng đến giáo phường ti. Tả Tam ra không nuốt lời, lúc trăng lên đầu ngọn liễu thì hắn đã đứng trong viện tĩnh tư cư. Yến Tam Hợp và Lý bất ngôn một trước một sau đi ra, hai người đều mặc trang phục nam tử. Yến Tam Hợp thấy tạ chi phi, thì thầm giật mình. Gần hai ngày, người này đã gầy đi một vòng, đường nét trên mặt càng giống như là dùng đau khắc ra vậy. Chẳng lẽ là dập đầu đến gầy luôn? Ánh mắt Tam gia chỉ xẹt qua Yến Tam Hợp, nói với Lý Bất Ngôn. Lát nữa ngươi và Chu Thanh cùng lái xe, ta có lời muốn nói với cô nương nhà ngươi. Lý Bất Ngôn nhướng mày tỏ vẻ đồng ý. Chỉ Yến Tam Hợp hơi không hiểu hỏi. Thế nào, nàng nghe không được sao? Tạ Chi Phi không biết trả lời thế nào, dứt khoát không nói hai lời, xoay người rời đi. Yến Tam Hợp buồn bực nhìn Lý Bất Ngôn. Ta nói sai rồi sao? Không có. Lý Bất Ngôn nhún vai. Hắn dục cầu bất mãn thôi sao? Sao ý là làm việc gấp gáp muốn thành công nhưng không thành nổi, cho nên sẽ dùng thái độ tiêu cực để khiến tâm lý bình ổn. Hoặc là nói dục vọng không được thỏa mãn, mãi cũng không thể hài lòng, muốn có được càng nhiều hơn. Phía trước, tạ chi phi lào đào một cái, thiếu chút nữa ngã sấp mặt. chương 289, điểm yếu. Yến Tam hợp hối hận. Đáng lẽ nàng nên cương quyết đề lý bất ngôn ngồi xe cùng, nếu vậy loai bầu không khí đã không gượng gạo như thế này. Nàng là một kẻ nhàm chán, phần lớn thời gian đều đắm chìm trong thế giới riêng của mình, khi tiếp xúc với người khác, nàng chỉ cần nghe là được. Nhưng hôm nay cái vị tam gia, vừa lên xe đã ngậm chặt miệng, ánh mắt đảo liên tục, thỉnh thoảng rơi trên người nàng, rồi rời đi, một lát sau lại liếc nàng, rồi lại làng đi. Hắn muốn nói gì vậy? Yến Tam Hợp bình tĩnh hít sâu vài hơi. Tam gia có gì xin cứ nói thẳng. Thật là khó chịu. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là không muốn nhìn thấy người kia. Vì sao? Phiền phức. Yến Tam Hợp. Lý bất ngôn ở bên ngoài xe căng hai lỗ tai ra nghe lén. Tiếp tục im lặng. Tiếp tục xấu hổ ánh mắt người nào đó tiếp tục liếc qua rồi lại rời đi tả chi phi không phải không muốn nói chuyện mà là trong lòng có ngàn lời muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu dạ minh châu tản ra ánh sáng nhạt tia sáng nhảy múa trên vai trên mắt nha đầu kia hắn vừa cảm thấy xinh đẹp vừa hơi kiêu ngạo ai có thể ngờ được rằng cái mầm đậu bệnh tật ốm yếu bé tí theo năm đó có thể phát triển tới nhường này tả chi phi dùng ánh mắt vẽ ra hình dáng yến tam hợp càng vẽ càng cảm thấy buồn bã Linh hồn hắn nhập vào tả tam gia, ngoài sức khỏe hơi yếu khiến hắn phải chịu khổ một chút ra, thì mọi chuyện khác đều suôn sẻ. Nàng thì sao? Đôi vai gầy guộc, sắc mặt trắng xanh, ăn uống đạm bạc, quần áo đơn giản. Hắn chợt nghĩ đến lần giải tâm ma cho Yến Hành, nàng chạy liên tục mấy ngày đêm không ngơi nghỉ trong cơn mưa, chỉ uống trà nóng và bánh bao cầm hơi. Nghĩ đến đêm nàng chờ để ra khỏi thành, cuộn người dưới đất, do hứng chịu từng trận gió bắc thổi vào trong ngõ. Càng nghĩ tạ chi phi càng không cầm được nước mắt, vùi đầu vào cánh tay, mặc cho cơn đau dữ dội từ bàn chân truyền đến tận đáy lòng. Hắn thậm chí đột nhiên hiểu được, vì sao mỗi lần Yến Tam hợp giải tâm ma xong, khi nàng ngã vào trong lòng hắn, hắn đều ôm nàng hết sức cẩn thận. Đó là bởi vì đau lòng. Yến Tam hợp cảm thấy bầu không khí trong xe lần nữa có gì đó không đúng, nàng cảm nhận được một nỗi đau thương sâu sắc. Sao lại thế? Hắn không phải muốn gì được nấy sao? Hay là chuyện phòng bếp nhỏ có liên quan đến ngô thị? Yến Tam Hợp không biết an ủi người khác, chỉ ho một tiếng, khẽ nói. Tả Chi Phi, có một số người là điểm yếu của ngươi, nhưng cũng có thể trở thành áo giáp của ngươi. Tả Chi Phi ngừng đầu, mờ mịt nhìn nàng. Nương ngươi không được thông minh, cho nên ngươi và ca ca ngươi đều xuất chúng. Có được hai người các ngươi, sợ gì nương ngươi giết người phóng hỏa, địa vị của bà, địa vị của đại phòng vẫn vững như thái sơn. Chấm, chuyện lịch sử. Tạ Chi Phi trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mỉm cười. Nàng nói đúng, người đó đúng là điểm yếu của ta, cũng chính là áo giáp của ta. Giờ thì ngươi đã thu lại được nỗi bi thương của ngươi để chuyên tâm làm việc chính được chưa hả? Yến Tam hợp rời mắt đi chỗ khác, trong lòng chửi rùa. Bắt tay vào chính sự. Tả Chi Phi ho khan lát nữa ngươi giả làm muội muội của ta, Lý Bất Ngôn vẫn làm hộ vệ của ngươi, ta và Minh Đình đưa ngươi ra ngoài ngắm nghĩa. Yến Tam hợp thật ra rất muốn hỏi một câu, sao không phải là muội muội của tiểu bùi ra sao? Nhưng nghĩ lại, giáo phường ti là địa bàn quen thuộc của Tam gia, hắn làm như vậy hẳn là có lý do. Được, vào giáo phường ti, mọi việc đều theo ánh mắt ta mà làm, không được tự ý hành động. Được, về chuyện bao nhiêu bạc, ngươi không cần quan tâm, Tạ Chi Phi cười nhạt. Sinh nhật này tam gia ta được tặng đến căn phòng trấn ních túi tiền, ngươi cứ tiêu thoải mái cho ta. Yến Tam Hợp thản nhiên nói. Chúc mừng tam gia đã tìm được con đường phát tài hiệu quả đến vậy. Tạ Chi Phi giật mình, sau đó chậm rãi cười nói. Mỗi năm cũng chỉ có một lần. Ngươi còn muốn một năm mấy lần nữa hả? Yến Tam Hợp. Tam gia còn gì dặn dò nữa không? Hết rồi, ta còn, nói đi, lần này, Mục đích của chúng ta là nghe ngóng chuyện trước kia của thệ thủy. Phải, chuyện này bao gồm rất nhiều thứ. Vị khách đầu tiên của nàng là ai? Vị ân khách nào nâng đỡ nàng nhất? Ai là bạn? Ai kết thù với nàng? Ta biết rồi, tuổi của thệ thủy ở giáo phường ti khá lớn, cho nên không cần hỏi những cô nương trẻ tuổi, mà phải hỏi những người có tuổi một chút. Để ta phụ trách người tuổi cao. Yến Tam hợp giật mình, không dám tin người này chẳng cần nàng nói gì đã nhận lời ngay và luôn ngươi không cần phải ngại. Tạ Chi Phi cười thản nhiên. Ta có khuôn mặt được các cô nương từ nhỏ đến lớn đều thích, rất hữu dụng. Yến Tam Hợp. Xe ngựa dừng trước cửa giáo phường ti. Chỉ vì một câu nói của Tạ Chi Phi. Gãy xương 100 ngày mới được cử động. Mà Yến Tam Hợp được lý bất ngôn bế xuống xe. Nàng đứng trước cửa giáo phường ti, nhìn mấy chữ như rồng bay phượng múa trên tấm biển hiệu, lòng chợt trùng xuống. Nếu nói một cánh cửa am ngăn cách hồng trần với Phật môn, thì cánh cửa son này chính là ngăn cách nhân gian và địa ngục. Bước vào trong, đường chi vị chết rồi, thệ thủy vẫn còn sống. Tiểu bùi ra đến rồi. Tiểu bùi ra không biết kiếm đâu được cái quạt, vinh váo phe phẩy, nói chuyện càng ngạo mạn hơn. Cùng nhau dầm mưa, cùng chạy trốn, cùng nghe câu lan. Yến Tam Hợp, tình bạn của chúng ta lại thăng hạng thêm một bước rồi. Ờ, sắp thăng lên trời rồi. Yến Tam hợp chắp tay sau lưng, điềm tĩnh nói. Tiểu bùi ra, xin mời. Mắt tiểu bùi ra sáng lên, dùng cánh tay huyết nhẹ tạ chi phi, nhìn ra dáng đó, ngươi dậy nàng à. Tả chi phi im lặng trả lời hắn một chữ. Cút. Lúc này, Chu thành giao ra hai lệnh bài, thị vệ liếc mắt, thò đầu vào trong hô to. Tăng lục ti bùi đại nhân và ngũ thành binh mã ti tả đại nhân đến, mà mà mau ra nghênh đón. Lời vừa dứt, một phụ nữ trung niên yêu kiều quyến rũ đi ra. Phụ nhân giống Tả Chi Phi, cười rộ lên làm lộ ra hai lúm đồng tiền khiến người ta yêu thích. Ôi, là Bùi đại nhân và Tả đại nhân, khách quý khách quý, xin mời vào trong nào. Hạ Ma Ma vừa dẫn người vào vừa thầm liếc Yến Tam hợp. Hai vị đại nhân không hay đến, nhìn mặt thật lạ quá. Tả Chi Phi cười, ta là người thô lỗ, không thích cách nói trịnh trọng chỗ này. Gần đây tâm trạng của huynh đệ ta không tốt nên ta dẫn hắn tới đây chơi. Hạ Mama liếc bùi tiếu, đến đây là đúng rồi, uống chén rượu, nghe khúc nhạc, ôm tiểu nương tử, bao muộn phiền đều tan biến hết. Tạ Chi Phi cố ý thở dài. Thôi xong, bạc trong túi bổn đại nhân hôm nay không giữ được rồi. Hạ Mama che miệng cười khúc khích. Đại nhân thật biết nói đùa, còn phải xem là ai, xuất sắc như Hạ Mama đây thì bổn đại nhân ta chẳng ngại gẹo thêm vài câu đâu. Hạ ma ma óng ẻo phất khăn tay lên người tạ chi phi. Có câu này của ngài, đêm nay ma ma ta sẽ tiếp đại nhân không say không về. chương 290, tùy cơ. Tạ chi phi nghĩa khi đầy mặt. Không được, tuyệt đối không được, một khi ta đã say sẽ không kiềm chế được bản thân, dễ làm ra việc xấu lắm. Đại nhân ngày đó. Hạ ma ma cười đến nghiêm ngả, ngực phập phồng nói. Giáo phường ti của chúng ta là nơi để làm chuyện xấu mà, Tạ Chi Phi cười. Mama mau nói, phải dùng cách xấu nào, ai ra? Hả Mama dỗi yêu một tiếng, kiếm chân lên thì thầm vào tai Tạ Chi Phi. Nam nữ đầu chạm đầu, vai kề vai, Yến Tam hợp chợt cảm thấy lỗ tai mình nóng bừng bừng. Trong lòng không khỏi thở dài, trên đời này còn người phụ nữ nào mà Tạ Tam ra không xử được không? Đang nói chuyện, mọi người đi đến một gian phòng bao hết sức trang nhã trên lầu hai. Trong phòng có hai thiếu niên anh tuấn đứng ở hai bên. Thiếu niên nước da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, dáng người rong ròng, thấy có khách đến, một người bưng trà, một người dâng khăn nóng, hết sức đon đả. Hạ Mama cười nói, hai vị đại nhân ít tới, ta gọi hai tiểu nương tử Phương Linh, Phương Phi Hầu Hà hai vị, được không? Tả Chi Phi nheo đôi mắt hoa đào, ta không cần biết Phương Linh, Phương Phi nào, Mama không đến, rượu này bổn đại nhân không uống rõ ràng là nói dối nhưng hạ ma ma nghe xong cảm thấy rất dễ chịu. Tạ Đại Nhân là người hào sảng, người hào sảng uống cũng hào sảng. Rượu ủ Trúc Diệp Thanh có được không? Tạ Chi Phi vừa nghe thấy Trúc Diệp Thanh, cười nói. Ma ma lo tiết kiệm bạc giúp ta hay sao? Khăn tay theo lần này của hạ ma ma ném thẳng vào mặt Tạ Chi Phi. Đúng thế, Đại Nhân không giữ được bạc thì ma ma cầm hộ Đại Nhân. Nói xong, nàng khẽ liếc lý bất ngôn, đóng cửa rời đi. Lý bất ngôn mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng. Hạ ma ma ngay từ đầu đã lén nhìn yến tam hợp, cái liếc mắt này, chứng tỏ đã nhận ra. Lý bất ngôn thì thầm vào tai yến tam hợp vài câu, yến tam hợp ngước mắt lên, hỏi tạ chi phi. Bà ta sẽ không vạch trần chứ? Tạ chi phi thản nhiên nói. Ai thắng nổi tiền bạc chứ? Yến tam hợp hỏi tiếp. Trúc Diệp Thanh là cái thứ gì vậy? Tiệc rượu của giáo phường ti dựa theo nồng độ rượu để phân cao thấp, Tạ Chi Phi một bên vừa để người ta lau ngón tay, một bên kiên nhẫn giải thích. Tiệp rượu phẩm cấp thấp nhất ở đây là Hoàng Tửu, 10 lượng một bàn, Trúc Diệp Thanh là hạng 3, 100 lượng một bàn. Yến Tam Hợp Cao cấp nhất là gì? Cao cấp nhất là Cống tử, còn gọi là Xuân Tửu, 500 lượng một bàn. Tạ Chi Phi dùng ngón tay nâng cầm thiếu niên lên, vẻ mặt bỡn cợt nói. Cưng à, bổn đại nhân nói có đúng không? Chàng trai mặt đỏ lên, giọng điệu còn mềm hơn cả giọng nữ tử đại nhân nói rất đúng nói xong ánh mắt như móc câu nũng điệu liếc nhìn tạ chi phi rồi khẽ dịu dàng cúi đầu xuống đáng tiếc ta và bùi đại nhân đều không mê nam tử nếu không hôm nay sẽ chiều trộn các người tới bến tạ chi phi thu tay lại chu thanh chu thanh lấy trong ngực ra ít bạc đặt vào tay mỗi người một ít các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi vâng hai thiếu niên xinh đẹp cầm bạc vui vẻ rời đi. Cửa vừa đóng. Hồ vệ. Lý bất ngôn vội hỏi. Tam gia, bọn hắn có phải là kỹ nam trong truyền thuyết không? Tạ chi phi gật đầu. Mỗi phòng đều có hai người, khách có vừa miệng, có đánh giá tốt hay không đều phụ thuộc vào việc phục vụ của họ. Lý bất ngôn hoàn toàn dại ra. Thật là quá chu đáo. Thế mà đã gọi là chu đáo hả? Bùi tiếu quạt phành phạch. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi á. Đến đâu rồi không biết, phải làm việc chính trước đã, Yến Tam hợp đập tay lên bàn. Lý Bất Ngôn, Chu Thanh, Hoàng Kỳ rất nhanh ngồi xuống xung quanh. Tam gia phụ trách Hạ mama người này khoảng 40 tuổi, ít nhiều cũng sẽ biết chút chuyện của tĩnh trần. Yến Tam hợp, Lý Bất Ngôn và Chu Thanh ra ngoài xem xét, Hoàng Kỳ ở lại. Hoàng Kỳ bĩu môi, nhìn Yến Tam hợp với ánh mắt oán giận. Dựa vào đâu mà ta phải ở lại? Hai chấm, ta đã từng tới nơi này, thông thuộc đường nhất. Chu Thanh. Yến cô nương, Hoàng Kỳ nói đúng, để ta ở lại. Được. Yến Tam Hợp nhìn Hoàng Kỳ. Cẩn thận một chút, cô nương yên tâm. Hoàng Kỳ liếc nhìn Lý Bất Môn, hai người một trước một sau rời khỏi phòng bao. Yến Tam Hợp nhìn sang Tạ Chi Phi, hỏi. Tam gia, kết cục của các nữ tử giáo phường ti có những loại nào? Một loại giống như tính trần, đã được chuộc ra, một loại giống hạ ma ma, tuổi cao sắc tản, dưới trướng quản lý bảy tám quan kỹ ở lại giáo phường ti đến khi già đây đều được coi là tốt số tạ chi phi người bạc mệnh có người mắc bệnh truyền nhiễm mà chết có người không chịu được nhục nhã mà tự tử còn có còn gì nữa bị đưa đến trong quân doanh, làm quân kỹ làm quân kỹ là một sự dày vò sự tra tấn và sỉ nhục vô cùng tận trừ khi là chết nếu không thì mãi mãi chẳng thấy ánh mặt trời yến tam hợp đè nén cảm giác khó chịu trong lòng có thể nói, số của nàng vẫn tốt, vẫn còn tốt. Tạ chi phi. Muốn chuộc thân ở giáo phường ti cũng không dễ, không phải cứ bỏ một đống bạc ra là xong. Yến tam hợp. Ý ngươi là sao? Tạ chi phi. Thân phận của các nữ quyến tội thần rất đặc biệt, mỗi người đều đã bị ghi lại tên trong danh sách. Muốn chuộc thân một là phải xem giáo phường ti có muốn thả người hay không, hai là phải xem người lương thiện có dám nhận người này hay không. Yến tam hợp. Với thân phận và tội danh của gia đình nàng ta, giáo phường ti sẽ thả người sao? Tả Chi Phi thường là không. Yến Tam hợp nghĩ đến người tên Lý Tam kia, khẳng định một câu: việc chuộc thân của nàng ta có vấn đề. Tả Chi Phi nhìn đôi mắt đen trong suốt của Yến Tam hợp, không khỏi nhẹ giọng nói: chắc chắn có vấn đề, chúng ta phải điều tra cho kỹ. Không biết do giọng nói của người này quá mềm mại hay do hương phấn ở trong phòng, Yến Tam hợp cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. đúng lúc này. Một người phục vụ bưng đồ uống và thức ăn vào, Yến Tam Hợp đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ dạo gần đây không biết làm sao, mỗi lần nhìn thấy người này tim đều đập rất nhanh. Một lát sau, hã ma ma mới quay lại, theo sau còn dẫn hai nữ tử cực kỳ trẻ trung và xinh đẹp. Một người trong số đó ôm đàn tì bà, ánh mắt ngượng ngùng, chứng tỏ vừa mới tiếp khách không lâu. Phương lệnh ôm đàn tì bà tiến lên một bước. Hai vị đại nhân muốn nghe khúc gì ạ? À? Khúc nào cũng được. Tả Chi Phi chỉ chỗ ngồi cạnh mình. Mama, qua đây ngồi. Hạ Mama sừng sốt thấy rõ. Nam nhân trên đời này đều có mới nơi cũ, ghét giả yêu trẻ. Đừng có thấy mồm miệng bọn hắn lúc nào cũng gọi Mama ngọt sớt. Các tiểu nương tử trẻ chung vừa bước vào, làm gì còn ai nhìn bà một cái nữa, đều trách bà đã già rồi. Qua đây ngồi đi, còn ngây ra đó làm gì? Khóe miệng Hạ Mama nhếch lên, cười phóng đãng. Thật đúng là oan gia của ta, một khắc cũng không chờ được, đáng phạt một ly. Tay cầm rượu của bùi tiếu nâng lên, đột nhiên dừng lại. Còn bà nó, cái tự oan ra được dùng ở chốn này sao? Làm sao mà yến tam hợp của ta có thể chấp nhận được? Tả chi phi lười biếng ôm người vào trong lòng. Mama, nàng đút cho ta đi. Bàn tay đang cầm tách trà của yến tam hợp khựng lại. Còn bà hắn, tam ra đùa hơi quá rồi. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn